Vâng, xin chào bà con cô bác, chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với Thiên Đường Ô Tô Cũ trong ngày hôm nay. Trong video clip ngày hôm nay thì em Thiên Đường Ô Tô Cũ gửi đến cho bà con cô bác, chị bạn xem tất cả những cái dòng xe sedan hai đầu nhé. Đây ạ, đó, rất nhiều những cái mẫu xe sedan hai đầu hiện đang bày bán tại cửa hàng em ạ. Bà con có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu xe nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0394 652 688 nhé. Vâng, trước khi vào cái video này thì rất mong bà con ủng hộ cho em bằng cách là ai chưa đăng ký kênh, vui lòng like kênh này, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thiên Đường Ô Tô Cũ nhé. Và rất mong mọi người sẽ luôn đồng hành cũng như là góp ý kiến để em tiếp tục phục vụ mọi người với những cái mẫu xe tốt nhất, giá cả tốt nhất cũng như là chất lượng tốt nhất. Giới thiệu cho bà con chiếc đầu tiên màn ảnh nhỏ của mọi người, đây là con Daewoo Lachetti phiên bản CX, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, số tự động máy 1.6 biển Bắc Giang. Vâng, tên tư nhân và giá là 205 triệu đồng. Lachetti CX 2008 phiên bản tự động với máy 1.6 nhé mọi người nhé. Đấy, 419 triệu nhé. Mức giá chỉ có 205 triệu đồng thôi. Lachetti nhập khẩu đời 20 sản xuất 2008 ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios bản E đời 2017. Xe mang phiên bản số tự động với động bản số sàn. Phiên bản số sàn với động cơ máy 1.5. Vâng ạ. Con này đời 2018 nha bà con các bác nhé. Xin lỗi mọi người. Con này đời 2018, nội thất rất là đẹp. Đấy, với động cơ máy 1.5 phiên bản số sàn. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 379 triệu đồng. Đấy, 379 triệu cho mẫu xe Vios E đời 2018, tư nhân một chủ từ đầu. Xe một chủ từ đầu, sử dụng hoàn toàn không chạy dịch vụ taxi bà con các bác nhé. Biển Quảng Ninh, tên tư nhân. Tiếp tục đây là một chiếc xe Vios E phiên bản tự động đời 2017 với động cơ máy 1.5 phiên bản số tự động, bản CVT. Đấy, và giá chào bán cho mẫu xe này là 428 triệu đồng. 428 triệu cho mẫu xe Vios E 2017 số tự động. Đấy, tư nhân biển của Hà Nội, xe tên tư nhân. Tiếp tục đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ, Chevrolet Aveo đời 2013. Xe mang phiên bản số tự động máy 1.4. Đó, máy 1.4 số tự động. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 230 triệu đồng thôi. 230 triệu đồng cho mẫu xe Chevrolet Aveo 2013 số tự động. Đến từ thương hiệu Mỹ rồi con có nhé, thương hiệu Mỹ nhé. Đấy, 230 triệu đồng thôi. Tiếp tục giới thiệu cho mọi người một mẫu xe Lachetti nhập khẩu đời 2009 với động cơ máy 1.6. Con này thì bản xuất Trung Đông, bản đặc biệt, bản 8 tiết khí, tư nhân một chủ biển Hà Nội. Và giá chào bán cho mẫu xe này, hiện tại em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng. 240 triệu cho mẫu xe Lachetti CX này. Tiến đến một chiếc xe Honda Civic 2008 phiên bản tự động máy 2.0. Con này là bản đủ máy 2.0 mọi người nhé. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 275 triệu đồng mà con có nhé. Đây ạ, nội thất rất là đẹp luôn, mọi người xem đây ạ. Đấy, có trang bị cửa lóc đầy đủ nhé. 275 triệu đồng. Honda Civic dòng xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, phân khúc hạng C. 275 triệu đồng, đời 2008, bản đủ ạ. Đấy, biển Hà Nội nhé mọi người nhé, biển Hà Nội tên tư nhân. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios bản E 2017, 2018. 2018 phiên bản tự động nhé mọi người nhé. Phiên bản tự động, giá là 415 triệu đồng. 415 triệu cho mẫu xe Vios E 2018 số tự động này. Đấy, biển Hải Phòng tên tư nhân. Thế đến một chiếc xe Toyota Vios bản E đời 2009 ạ. Con này em xin lỗi, con này phiên bản tự động bản G đời 2009 nhé. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 285 triệu đồng.
Đấy, 285 triệu cho mẫu xe Vios G2008. Nội thất của nó thì đẹp miên man luôn. Đấy. Xe được trang bị đầy đủ chức năng như từ khí an toàn, hệ thống phanh ABS. Với mức giá là 285 triệu cho mẫu xe này. Vâng, một chiếc xe phân khúc hạng C Kia K3 2014 bà con nhé. Tư nhân biển Quảng Ninh. K3 2014 phiên bản tự động máy 2.0 bản đủ, trang bị ghế điện cửa lóc, điều hòa tự động, gầy số vô lăng. Giá là 425 triệu cho mẫu xe này. K3 2010 Kia K3 đời 2014 phiên bản tự động. Đấy, 425 triệu ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios bản Limousine đời 2010. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 195 triệu đồng. 195 triệu. Đấy, Vios bản Limousine. Con này độ la đăng đúc, gương kính điện, xi nhan đầy đủ hết rồi. Đấy. Tiếp theo đây giới thiệu cho bà con các bác một chiếc xe Toyota Vios. Con này sản xuất 2017 số sàn. Với động cơ máy của nó là 1.5. Đấy. 1.5 số sàn nhé bà con các bác nhé. Giá là 369 triệu đồng. Đấy, 369 triệu. Cho mẫu xe Toyota Vios bản E số sàn này. Đấy. Nội thất đẹp, máy gầm chất nhé bà con các bác nhé. Máy gầm chất, sơn si sạch đẹp, sáng bóng nhé. Với mức giá cho mẫu xe này là 369 triệu ạ. Đấy, bà con có nhu cầu thì alo cho em, biển của Thái Bình. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios bản E2014, trang bị hộp số sàn, máy 1.5, biển Hòa Bình, màu bạc, xe tư nhân gia đình đi. Rất là đẹp luôn. Máy zin cột kéo keo chỉ zin cả xe không lỗi. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 338 triệu đồng. Đấy. 338 triệu cho mẫu xe Vios bản E2014, đấy, tư nhân biển của Hòa Bình. Tiếp tục là một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2011. Với động cơ máy của nó là 1.6 số tự động. Giá là 258 triệu bà con các bác nhé. 258 triệu đồng. Đấy, Chevrolet Cruze ạ, 2011. Con này là con xe Kia Rio 2015, trang bị hộp số tự động, máy 1.4, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Đấy, biển Hải Phòng, tên tư nhân, màu nâu, màu cà phê ạ, màu cà phê nhé mọi người nhé, phiên bản tự động. Và giá trả bán cho mẫu xe này là 385 triệu nhé. Đây ạ. Đấy, Rio, dòng xe nhập khẩu, phân khúc hạng B. Tiếp tục đây giới thiệu cho mọi người một chiếc xe Hyundai Avante đời 2014 phiên bản số sàn, máy 1.6. Đấy, đời 2016 số sàn. Và giá là 285 triệu đồng. Đây ạ. Nội thất của nó đây mọi người nhé. Đấy. 285 triệu cho mẫu xe Avante đời 2014 số sàn này, biển của Hải Phòng. K3, vâng ạ, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, phân khúc hạng C. Sản xuất 2015. Với động cơ máy của nó là 2.0 phiên bản số tự động, tư nhân biển Bắc Ninh. Và giá chào bán cho mẫu xe K3 này là 445 triệu. Kia K3, đấy, bản đủ nha mọi người nhé, bản 2.0. Xe bao đẹp cho bà con, máy zin, keo chỉ zin, cột keo zin nhé. Đấy, dòng xe K3 thì dòng xe, một trong những cái dòng xe phân khúc hạng C nhé các bác nhé, bà con các bác nhé. Tiếp theo là một chiếc xe Toyota Vios bản limo nâng kịch đời 2010. Với động cơ máy 1.5, trang bị hộp số sàn. Vâng. Xe được độ la đăng đúc, 4 bánh, gương kính chỉnh điện, xi nhan đầy đủ, điều hòa, màn hình, rồi nội thất rất là đẹp nhé. Đấy. Giá chào bán cho mẫu xe này là 189 triệu thôi. Xe bao đẹp cho bà con luôn, 189 triệu đồng. Vios bản limo nâng, nâng kịch đồ, biển Hải Phòng, tư nhân, đấy, tên tư nhân, chủ đủ. Tiếp theo là một chiếc xe Ford Fiesta đời 2011. Với động cơ máy 1.6 phiên bản tự động, đấy, tư nhân, biển của Hải Phòng.
Và giá chào bán cho mẫu xe này là 258 triệu cho mẫu xe Ford Fiesta, dòng xe đến từ thương hiệu Mỹ. Bên cạnh đây là một chiếc xe Toyota Vios bản G 2010 với động cơ máy 1.5 phiên bản số tự động, tư nhân biển của Hà Nội. Và giá chào bán cho mẫu xe Vios bản G tự động 2009 này là 285 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Vios bản G sản xuất 2009 phiên bản tự động này. Tư nhân gia đình đi và con các bác nhé, hoàn toàn không có dịch vụ taxi gì cả nhé. Vâng, còn một vài con bên trong này thì tại vì cửa hàng đánh hơi chặt rồi nên là để bên trong. Con này là con nhập khẩu của Đài, Buick Exceller 2009 phiên bản tự động, giá là 129 triệu. Đấy, Venna và Gentra, như là dòng xe Mercedes GLK. Đấy. Rất nhiều nha mọi người nhé. Xe thì bên em thật mọi người là không thiếu. Rất nhiều xe cho bà con cô bác có thể tham khảo. Với mức giá thì dòng xe sedan là trên 100 triệu. Có mấy mẫu xe mấy chục đấy, Fiat rồi là Solata, nói chung là nhiều nhá. Con này là con Lacetti phiên bản SE 2010, số sàn máy 1.6 này, biển Hòa Bình này. Và mức giá cho mẫu xe này là 218 triệu. Đấy. Daewoo Lacetti của bà con cô bác nhá, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, số sàn. Đấy, xe đẹp, máy gầm chất nhá. Một chiếc xe Toyota Vios bản G 2019. Đấy. Với động cơ máy của nó là 1.5, tư nhân một chủ, biển của Hải Phòng. Và mức giá chào bán cho mẫu xe Vios G 2019 này là con này là 505 triệu. Đấy. Toyota Vios G 2019. Nói chung là xe bao đẹp cho mọi người. Không một lỗi nhỏ nha mọi người nhé. Đấy. 505 triệu. Một chiếc xe Nissan Sunny 2013 với động cơ máy của nó là 1.5 số sàn. Xe bao đẹp, zin cả xe không lỗi, máy zin, cột kéo keo chỉ zin, biển Hải Phòng. Tên tư nhân và giá chào bán là 215 triệu. Đấy, xe bao đẹp cho mọi người nhé. Máy zin, cột kéo keo chỉ zin. Đấy, hoàn toàn không một lỗi nhỏ. Đây, nội thất của nó đây ạ. Đấy. Rất đẹp luôn, độ màn hình Android la răng đúc rồi. Hyundai Avante 2012 phiên bản tự động, xe mới về. Với động cơ máy 1.6 nhá. Đấy, số tự động. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 225 triệu đồng nhá. 225 triệu. Đấy, cho mẫu xe Avante 2012 số tự động máy 1.6. Tiếp tục là một chiếc xe Honda Accord 2010 phiên bản tự động máy 2.0 nhập khẩu của Đài. Và giá chào bán cho Honda Accord này là 355 triệu đồng. Tiếp đến một chiếc xe Mazda 6 2017, hồ sơ rút cầm tay rồi nhé mọi người nhé. Hồ sơ cầm tay sẵn rồi, 2017, giá là 568 triệu mọi người nhé. Đấy, 568 triệu đồng cho mẫu xe Mazda 6 2017 phiên bản tự động. Xe bao đẹp, zin không lỗi. Con này thì gốc Hà Nội, cho nên là bà con có thể là vào tên Hà Nội thoải mái nhé, đỡ được 20 triệu tiền biển. Con này gốc của nó Hà Nội nhé mọi người nhé, Mazda 6 Vios Z 2015. Đấy, con này thì bản Z. Con này thì mới mức giá là 265 triệu thôi, đời 2015, bản thiếu, xe thì có khoan đục. Đây ạ, 275 triệu đồng. Đấy, Toyota Vios bản Z nhé mọi người nhé, bản Z đời 2015. Tiếp tục đây là một chiếc xe Lacetti 2010 phiên bản CDX, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, biển của Hải Phòng, tên tư nhân, số tự động. Và mức giá chào bán là 238 triệu cho mẫu xe Lacetti phiên bản CDX 2010. Đấy. Xe này thì tư nhân gia đình đi luôn, xe đẹp, nội thất tươi, máy gầm chất nhé bà con các bác nhé. Đấy, giá rẻ 238 triệu đời 2010. Tiếp tục là một chiếc xe Toyota Vios bản E 2017, đời 2017 phiên bản số sàn máy 1.5, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, một chủ từ mới, biển Hải Phòng. Giá cho mẫu xe này là 369 triệu. Đấy, 369 triệu đồng.
Vios E2017. Con này là con Vios E2014 màu xanh này. Con này mức giá chào bán cho mẫu xe này là chỉ có 305 triệu thôi. 305 triệu đồng, Vios E2014 nhé. Mọi người nhé. Đấy. Xe đẹp máy cầm chất nhé bà con các bác nhé. 305 triệu đồng thôi. Biển Bắc Giang. Tiếp tục là một chiếc xe Vios G2014 này. Trang bị hộp số tự động máy 1.5 biển Hải Phòng tên tư nhân. Và giá chào bán là 395 triệu đồng. Vâng, 395 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Vios bản G2014 ạ. Bên cạnh là một chiếc xe Kia Spectra 2006 số sàn máy 1.6 nhé mọi người nhé. Và giá là 99 triệu đồng. Kia Spectra. Đấy. Xe tập lái. Tiếp tục vào bên trong còn rất nhiều đây ạ. Con này là con Avante 2011 phiên bản tự động máy 2.0. Con này bản 2.0 nhé mọi người nhé. Bản 2.0 nhé. Đấy. Xe bao đẹp cho bà con, zin không lỗi. Nội thất rất tươi luôn, xe mới về. Giá là 309 triệu đồng. Avante 2011 số tự động máy 2.0. Đấy, máy gầm đại chất luôn. Zin cả xe không lỗi. Con này thì biển của nó là biển Nam Định, tên tư nhân mọi người nhé. Vâng, Hyundai i10 đời 2015. Phiên bản sedan 2 đầu, máy của nó là 1.2. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 245 triệu đồng. Cho mẫu xe i10 nhập khẩu của Ấn đời 2015. Phiên bản sedan 2 đầu. Đấy. Tiếp tục đây là một chiếc xe Vios G2003 148 triệu nha mọi người nhé. 145 triệu xin lỗi, 145 triệu đồng. Toyota Vios bản bản G. Xe mà bao đẹp luôn. Đấy, nội thất nỉ. Máy gầm chất. 145 triệu đồng. Đấy. Vâng, một chiếc xe Lacetti mới về, Daewoo Lacetti. Xe Việt bà con các bác nhá. Xe này đến từ thương hiệu Hàn Quốc, xe Việt. 2010. Giá là 142 triệu đồng. 142 triệu đồng Lacetti ạ. Đó. Toyota Vios bản E 2015 325 triệu đồng. Đấy, Vios E bản đủ 2015 325 triệu. Con này thì xe để tên công ty xuất hóa đơn, xe có qua dịch vụ taxi rồi. Đấy. Hyundai i10 đời 2015 phiên bản sedan 2 đầu máy 1.2 biển của Ninh Bình. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 240 triệu đồng. Đấy, 240 triệu cho mẫu xe i10 2015. Phiên bản sedan 4 máy nhé mọi người nhé. Xe có qua dịch vụ nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe Vios bản Toyota Vios bản Limo Nâng đời 2011. Đấy, biển của Hà Nam. Đời 2011 số sàn máy 1.5. Và giá chào bán là 198 triệu. 198 triệu đồng. Đấy, Toyota Vios bản Limo Nâng. Đấy. Vâng, tiếp tục là một chiếc xe Ford Ranger 2002. Ford Ranger 2002 số sàn máy 1.8. Giá là 140 triệu. Ford Ranger thì dòng xe đến từ thương hiệu Mỹ. Con này thì máy cực bốc nhé mọi người nhé. Máy gầm đại chất luôn, tập lái rất ok. Đấy, dòng xe cổ cổ nhưng đi rất là tuyệt vời luôn. Máy số chất luôn, gầm bệ chắc. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios bản bản Limo 2005 và giá là 120 triệu. Giá rất là rẻ luôn, 120 triệu đồng 2005 nhé mọi người nhé. Đấy. Con này là con Fiat. Một chiếc xe Fiat 2000. Con này là 2000 mấy nhỉ? Quên mất rồi đấy ạ. Con này là 2006 à? Fiat Siena 2006. Mới mức giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 70 mấy triệu hay 6 mấy triệu ấy ạ. Con này là con Gentra này, Gentra 2010. 145 triệu nhé mọi người nhé. Đấy ạ, vâng, vừa rồi thì em vừa tranh thủ báo giá nhanh cho mọi người xem tất cả những cái mẫu xe phiên bản sedan 2 đầu hiện đang có tại cửa hàng Thiên Đường Ô Tô Cũ nhé.
Và con có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu xe nào thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0394 652 688 nhé. Xe thì về rất nhiều. Đấy, đang ế ẩm như này thì giảm giá sập sàn cho mọi người. Thì alo trực tiếp cho em, có mẫu xe giảm lên đến 450 triệu đồng một đầu xe nhé. Đấy, trước khi kết thúc video thì rất mong mọi người ủng hộ cho em bằng cách là like kênh, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thiên Đường Ô Tô Cũ nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại bà con, cô bác, anh chị, bạn trong những cái mẫu video lần sau ạ.